hài lòng. Hãy nhanh tay mà các quận thương bình nào nhân dân mà các quận cho đảng ra đường sự tà. Quần áo mạnh hình quần áo giảm giá, cây giảm giá chứng nhận giảm giá. Các người ta quốc này, các người ta quốc này, thôi con ấy đâu tí còn đi thì nữa. Em cũng thường thường tham gia mà. À thế. Hai vợ chồng lớn à? Không, chị ngồi mình chị đó, chị mấy mấy chị em này. Vâng. Hôm nay thêm chở hai mà chùi chùi đâu cầm theo rồi. Bay đi. Không biết đâu đẹp lắm đó chùi chùi. Quay video. Về em quay về làm video thì đi. Đứng vào đây thì chị chụp cho. Mai anh, Mai anh. Đứng vào đây thì chị chụp cho. Đứng vào đây đi. Đứng vào đây bên mấy chị em đây. Ừ, đẹp lắm. Đứng vào đây đi. Này hơi hơi che một tí rồi. Chụp mấy cháu này, mấy cháu chụp. Chị gì? Em chưa được cái nào đâu. Chưa được cái nào đâu. Ủa?
Quần đùi, quần nỡ, quần nơ, quần nở đây 100.000 ba chiếc và 100.000 bốn chiếc nào. Áo sơ mi đi đứng đi nào 100.000 ba chiếc và 3 chiếc 100.000 đồng đây. Quần áo trẻ em 100.000 ba bộ và 100.000 bốn bộ nào. Đồ điện, để anh đi đeo một đầu nghèo ai cũng có thể mua được một vài bộ đây. Mặc vào mà lau tay như bắt xe xanh không đồ nào mà xe bắt lo mà làm cơ không xé này. Không ở đâu mà xe bằng ở đây nào, không nơi nào mà xe bằng ở đây đây. Ai
quần áo thanh lý, quần áo giảm giá đây, chúng ta mở 3 chiếc quần áo, 我们这边的话，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 
không thấy đen nhà cho nên là không thấy đen ra. Dạ thế, dạ tất cả chưa? Đây, giới thiệu sản phẩm dân tộc. Đây là kèn lá nhá. Kèn lá coi như là hôm nay là ngày chủ nhật mà mọi người đi chợ rất đông vui, chợ Hà Lâu. Đấy, điểm hẹn chợ Hà Lâu đây. Áo công nam công nữ 100.000 đồng. Quần đùi quần nó quần nơ quần nổ này 100.000 chiếc và 100.000 chiếc này. Rẻ như bèo một vòng nghèo anh. Đây là các bạn dân tộc Dao. Các bạn dân tộc Dao xuống chợ để đi ngày hội chợ chủ nhật. Không chỗ nào mà rẻ bằng chỗ này mà tay mà ta chọn. Trông rất tươi tắn với bộ quần áo xinh đẹp, đúng bản sắc dân tộc. Quần áo giảm giá dưới 40%. Rất là vui vẻ. Chị này không biết là có chồng hay chưa, nhưng mà chị đi coi như là rất vui vẻ, coi như là rất tươi tắn, nhiều anh để ý đây. Xinh gái. Rất là thảnh thơi. 100.000 đồng.
đại hạ giá tất cả các loại quần áo thời trang nam nữ đầy bốn mùa xuân hạ thu đông nào phục vụ từ trẻ em cho đến người già đây. Nam trẻ xuân hạ thu đông nào phục vụ từ trẻ em cho đến người già đây. Từ hàng rẻ tiền mà đến hàng cao cấp nào. Lâu lâu thì mới có một thì đầy tám mười thì mới có một hôm nào. Không phải bánh mì bánh bao mà bán rau trên đường ngày nào cũng có đây. Đại hạ giá hôm nay thanh lý giảm giá đến 40-50% nào. Giảm giá tất cả các loại mặt hàng từ hàng rẻ tiền mà đến hàng cao cấp đây 100.000 chiếc và 100.000 chiếc nào. Áo sơ mi đi rừng đi làm mà 100.000 chiếc và 3 chiếc 100.000 đồng đây. Áo phong nam phong nữ 100.000 4 chiếc và 4 chiếc 100.000 đồng nào. Quần đùi, quần nở, quần nơ, quần nở đây 100.000 chiếc và 100.000 4 chiếc này. Trẻ như nghèo và giàu nghèo ấy có thể mua được một vài chiếc nào. Quần áo thanh lý, quần áo giảm giá đây 100.000 chiếc và 100.000 4 chiếc này. Không nơi nào mà rẻ bằng nơi đây đây. Không chỗ nào mà rẻ bằng chỗ này nào. Hãy lên tay và ta chọn cho mình nào. Ngay chân và ta chọn cho đại gia đình chúng ta nào. Nhưng ngồi nánh bè anh nào. Quần áo giảm giá hôm nay giảm giá tới 40-50% luôn nào. 100.000 chiếc và 100.000 4 chiếc đây. 4 chiếc 100 và 3 chiếc 100.000 đồng nào. Vừa bền vừa tốt vừa vừa ngốc vừa rẻ tiền ra vừa tốt vừa sang vừa vừa nhau trở lên quan tâm đâu cả lúc tâm tình nóng cây đà vì chân trên ba những trầu của đầu tay con đen ngắn sao trời nhà ai có còn chim khách ngay cả lấy tay tìm đến chim kêu rằng a có ba con đạp mà đỏ môi hồng trên kia đồng kia. Nếu mà chúng ta biết đến địa điểm của Tây Bắc ở chợ Bắc Hà Lào Cai thì xin trân trọng kính mời các bạn và cùng tất cả mọi người cùng lên sân khấu để nhảy giao lưu với nhau ạ. Xin trân trọng kính mời tất cả mọi người ạ.